ăn còn hơn. Anh là gì vậy chứ chàng? Chào cãi ra rồi cãi. Ôi! Chột tương ngồng lại. Dây. Đi. Anh sẽ gọi ra. Chào ơi. Trọng tài đây nghĩa giờ bị phản ứng quá. À, cho thẻ luôn. Quy định nào, quy định nào, ông nào nói tục bị thế. Lũ vậy lũ nó hẹn rồi mà. Hẹn quen lũ nó xuống cái bật đèn mà. Bọn này nó hẹn nó về ăn cơm nó xuống mà. Không, ở đây mà ý là mấy đây về ăn cơm nó xuống. Nó hẹn rồi về ăn cơm nó xuống cái bật đèn, mấy bật đèn đây mà. Cho nên nó không hẹn con hay. Thằng Đạt nó ở chiều giờ đây mà. Trọng tài ngon á, thấy trọng tài này ngon á. Ngon được. Tài ngon á. Đấy. Thấy trọng tài ngon á. Mày vô nó đổ cháo lên cho bé chị. Không biết bớt bé gà, mấy cái trọng tài mới vừa. Mấy người nhanh lên. Vô bị đá rồi. Bớ giờ chỉ qua làm trọng tài. Thích đá đâu giờ, thích đá đâu. Đá. Vô hai liền đi. Trời nóng. Đâu làm giới cái bạc làm lưới làm đậu sân. Đậu sân. Đậu sân. Tại hiệp 2 mà anh mừng gì lượt về với đậu sân chào cờ chứ. Ông Phước đây mà ông đá giải đây chứ ông bị thẻ đỏ nhiều ông cãi ông tài quá. Đây hiệp 2, đây hiệp 2 mà làm lễ chứ. Hiệp 2 mà chừng nào chẳng lượt về với làm lễ chứ. Ê, thông báo à, mấy ông phải tôn trọng tài nha. Ép nghĩa giờ tôi cũng thấy ép mà nghe ông Phước, ông phản ứng quá. Ê, lừa luôn. Cho thẻ đỏ. Tài biết đó ghê á, được á. Ê bạn, ê trọng tài lại bàn công chuyện này. Lại đây. Ví dụ như thằng Phước mà nó đang đá mà thằng Hòn Gấu mà nó la nó hù á là cũng cho nó có thể. Nó ồ mà không sân á. La gì ghi không? Thằng Phước mà nói nhiều là cho ông Phước thẻ luôn. Thằng Hòn Gấu ức chế tâm lý làm sao thằng Phước nó đá. Ờ cái banh kia mày đâu vậy? Ờ đâu vậy? Cái banh kia mày đâu vậy? Ờ, chỗ thể. Thẻ đỏ thẻ vàng vậy? Rồi cho nó cái thẻ đỏ luôn. Bây giờ thẻ đỏ ra sân 2 phút rồi vô á. Hiệp 2 thì tính luôn chứ. Chừng nào đá lượt về mới tính lại chứ. Ủa xe tăng bớt. Tăng. Tay. Coi công nghệ đi. Đứng ra mẫu bên mẫu đứa.